Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hồng đang đứng ở trên cầu và trên cái cầu này sẽ nhìn xuống thấy dòng sông Chicago. Và dòng sông Chicago đứng từ trên cầu nhìn xuống rất là đẹp các anh chị các bạn. Nhìn cảnh rất là lãng mạn, tuyệt đẹp luôn. Ở dưới đây thì mình sẽ thấy có những chiếc tàu màu trắng nè. Tàu này sẽ chở khách đi du lịch. Một lát nữa mình sẽ đi xuống chiếc tàu đó, để rồi sẽ được ngồi trên chiếc tàu và họ sẽ chở mình đi. Và ở đây đứng trên cầu mình thấy nè, mình thấy được cái khách sạn và cái tower của Tổng thống Trump. Rất là đẹp và rất là cao luôn. Đó, cái khách sạn của Tổng thống Trump ở ngay đó đó các anh chị các bạn, thấy không? Thấy chữ Trump to đùng không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống cái cổng để mà check đi xuống dưới. Trên đây đường phố rất là đông vui và nhà, tòa nhà thì toàn là cao chọc trời không các anh chị các bạn. Rất là đẹp. Bây giờ mình đã tới cổng rồi, check vé nhưng mà nó chưa tới giờ. Một chút nữa mới được xuống. Ở đây có một cặp tình nhân đang chuẩn bị làm đám cưới nè. Họ tới đây họ để chụp hình cưới nè. Dễ thương không các anh chị các bạn? Các anh bạn thấy không? Mình đứng ở trên cầu á, mình nhìn xuống á, những chiếc tàu chở khách đi du lịch á, nhìn rất là đẹp luôn các anh chị các bạn ơi. Ở ngoài nhìn đẹp lắm, mà không khí thì mát mẻ. Đó, một lát nữa mình sẽ xuống chiếc tàu bự này nè. Màu trắng nó đang cập bến á. Còn những chiếc này thì nãy giờ nó đi xong rồi, nó đi trở lại. Cảnh đẹp tuyệt vời, tàu bè thì đi qua đi lại tấp nập, đông vui và cảnh thật là đẹp, lãng mạn các anh chị các bạn. Xung quanh đó, đây là tòa nhà của Tổng thống Trump đây. Tòa nhà này rất là đẹp, rất là cao. Đó, các anh chị các bạn thấy không? Cao kinh khủng luôn. Đó, thấy chưa? Đẹp lắm luôn. Đó, tòa nhà của Tổng thống Trump là ngay ở gần ngay bờ sông đây. Đó. Ở đây thì có nhiều cảnh đẹp để chụp hình lắm. Cho nên cái cặp tình nhân này tới đây để chụp hình cưới nè, rất là đẹp các anh chị các bạn. Ở đây là mình đứng trước một cái tòa nhà cổ nè, rất là cổ kính, rất là đẹp luôn. Ở đây toàn là những nhà cao tầng mà đã lâu năm rồi, cũng là thuộc dạng những nhà cổ các anh chị các bạn. Thấy các anh chị các bạn thấy không? Rất là đẹp. Bây giờ thì mình chuẩn bị đang trên đường đi xuống cái tàu nha. Đây là đường đi xuống tàu. Đó, mình đang đi xuống cầu thang để đi xuống tàu, để chuẩn bị chờ rồi tàu nó sẽ chở mình đi một vòng, đi dạo. Bây giờ mời các bạn cùng đi dạo với mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây và mình sẽ tiếp tục chờ, sẽ xếp hàng để chuẩn bị họ mở cửa để cho lên tàu. Đó, đứng ở đây, hồi nãy mình ở trên cầu đó. Hồi nãy mình đứng trên cầu các anh chị các bạn, bây giờ mình đi xuống dưới đây rồi nè. Cảnh ở đây rất là đẹp, nhìn thiệt là tuyệt vời luôn. Đó, cho nên cũng rất là nhiều người đi. Đó, bạn mình đang đứng chụp hình selfie ở đây. Cảnh quá đẹp. Thì bây giờ cái bến tàu này thì rất là đông. Đây, bến tàu tên là Wendella. Đó, các bạn, anh chị nào. Rồi bây giờ mình nên đi du lịch vào cái tháng này là tháng 8, tháng 9 là đẹp nhất nè, không? Là tại vì cái thời tiết nó ấm áp. Đi mùa hè từ tháng 7, tháng 9. Đó, mùa hè là đẹp nhất, tại vì trời nó không có lạnh. Tháng 10 cũng còn đẹp, tháng 10 mùa thu. Nó chưa có vô tuyết là ok. Đi một chiếc tàu đang chạy qua. Đó, bây giờ mình mua vé tàu này đi xuống đây là 40 đồng một người nha các anh chị các bạn. 40 đô. Đó. Đúng rồi, ngồi đây khó nhìn. Hôm nay dễ nhìn. Đây, họ chờ thuyền chưa nữa nè. Chèo cái này mỏi tay lắm á, không giỡn đâu. Trời ơi, cảnh đẹp quá các anh chị các bạn ơi. Đây là tòa nhà mà khách sạn của Tổng thống Donald Trump nè các anh chị các bạn. Tòa nhà này nó cao tới 98 tầng đó các anh chị các bạn. Và là một trong những tòa nhà đứng thứ 7 cao nhất trong nước Mỹ đó các anh chị các bạn ơi. Nhìn nó đẹp ghê chưa? Đứng ngay bờ sông nè. Quá chừng đẹp luôn. Cái cầu này rất là đẹp luôn. Cái cầu này nó có 101 năm rồi và nó tên là Crucible. Yeah. Crucible. So we ask again, do not tamper with any of these. Is there for emergency use only? In on any of those, we also have placards in the storage lockers where all of those are. So we also do ask that you're not standing up. I do want to make my own personal announcement. I do ask that private conversations get taken downstairs.
This is a courtesy to others listening to the tour, but full disclosure, it is mostly about me. I am super easily distracted. I was told that we are celebrating a very important day for Ella. Is the mixed-use building opened up in 2009. Mixed-use simply means more than one purpose. So they have retail space, salons, boutiques, that kind of stuff. They have a restaurant on the 16th floor. They have a parking garage, which is always necessary in the downtown area. They have luxury hotel accommodations, which are never really necessary, but appreciated. And then above that, they have a couple hundred luxury condos. The most expensive condo in this tower is, of course, a penthouse. It is 14,000 square feet of concrete in Chicago in the 1930s, fleeing the rise of the Nazi Party. He brought with him this style of architecture. Today we call this the international style of design. Các chị các bạn này, mình sẽ đi tàu một vòng nè, ngắm hết cảnh thành phố Chicago. Just these thin black ivy going vertically up along the facade. The building also perfectly reflects Miss Vanderoe's personal philosophy of less is more. We wanted the building material to speak for the structure itself. Now, Miss Vanderoe was also a teacher in our city. Chui qua cái cầu. International style and his less is more philosophy. Ở trên đầu mình á là xe chạy á, đang xe đang đi trên đầu mình á. One student that wow, đẹp quá. Bertrand Goldberg then built right next door. He said, no right angles in nature. There's going to be no right angles in my architecture. This is Marina City, or the corn cobs of the Midwest, if you will. They are famous for the two 60-story cylindrical towers, which together have 896 pizza-shaped apartments, referring to them starting out narrow and widening as you walk into them. Marina City opened up as the first residential towers along the Chicago River, built at a time when most people did not live downtown. We have to take you to contact a potential lifestyle. They are designed as a city. With your apartment, parking garage, boat marina, restaurant, grocery store, bowling alley, 10-story office building, health club, ice rink, radio station, and even a theater. Now called the House of Dreams. So your entire life could take place almost in one city block. At next, right hand side, everybody waves. Wait guys, people not on boats. We're having fun, now they know it. That's Portofino Pizzeria, RPM Super, and above that, the American Bar Association building, home, of course, the American Bar Association. It's a bunch of lawyers and not bartenders. Run out last year from a Willie Grace episode. Up next on the right, 1914 by George Nimmons, this is the Reed Murdoch Center. Original red brick masonry and terracotta ornamentation. There are six bays of windows to the right-hand side of that clock tower, but there are only five off to the left. The building was first designed symmetrically with six and six, but the left-hand side had one of its bays removed. The building was then squished back together to make room for the widening of the LaSalle Street Bridge up above you right now. Up next to the right, we have 300 North LaSalle, Cardinal Chilton, 2009. This last tower stands 784 feet tall, and it is LEED certified platinum. Now, LEED stands for Leadership in Environmental and Energy Design. It is a point system used to measure the green standard of buildings, and platinum is the highest certification awarded. Think of it like an Oscar for a building. Next door is a former coffee storage facility, now home to Kimball Furniture, the Chicago School of Professional Psychology, and up on top, DIRT. Spelled with two T's, it's an acronym. It stands for Do It Right This Time. Comes with that tone of voice too. It is an interior design company. They primarily focus on problem solving and solutions, redesigns. Up next on your right, you guys are correct in your first assumptions. This building is big. This is the Merchandise Mart, 1931, Graham Anderson Probst and White. Great example of Art Deco. Notice, Indiana limestone facade, very strong vertical orientation, setback through the top, and geometric shapes throughout. When this building opened up in 1931 at 4.1 million square feet, it was the largest concrete structure in the world. The Hoover Dam has building. It was first used as a way to consolidate 14 warehouses for Marshall Field. It had to be big. The Merchandise Mart opened up in 1931 for plots, and up until the late 1890s, that building had its own zip code. It was bought by the Kennedy family in 1945 for $13 million.
The Kennedys resold the merchandise mart around 1998 for $575 million. Yes, they call that a good investment. During that process, they made out like absolute bandits. They made more than a few shiny pennies. They also held onto the plot of land off on the right. This is Wolf Point, now being developed. We have Wolf Point East right here, a 600-foot tall residential tower. Wolf Point West is right behind this construction site. That is the 500-foot tall, also residential tower. Wolf Point South is the construction site. Soon to be called Singapore Square. Wolf Point is not just known for the Kennedy family development. It is also known as the place where Chicago got her start. Back in the 1830s, our population was growing very quickly. The incoming popper, ferries across the river, homes, businesses, churches, and of course, is in one of those bars that after a couple of shots, we threw up a tankard of beer called our city Chicago, a word we got from the indigenous word for the area, Chicago. Come later to learn we were not talking about the land itself. Chicago was a reference to the fragrant, smelly onions, which grew above the hallway, go all the way through a majority of this building, allowing for natural sunlight to just flood the interior space. Now, originally, Bertrand Goldberg wanted to have four phases of this building snaking down the Chicago River, but only one was built. Upon its completion in 1986, Chicago had a few population density concerns down here, concerns that we no longer share. Today, the South Loop is in full swing of its revival and is among the fastest growing neighborhoods in the city of Chicago. All right, back off on your right. I'm going to double check that for a second. That's right. Peek between the trees, take a look straight back there, you're going to see a Marshall's parking garage. Do you see the Marshall's parking garage? Good, I'm plugging, I love Marshall's. That's where I got my candles from, but like $8, decent quality. Can't argue too much. Beyond that though, you're going to see a large red and white antenna. That antenna is marking this training academy. Yeah, to ensure that we never again have to rebuild our city. Due to her cow, or more than likely,